Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Video ngày hôm nay thì mình không quay được cảnh đi mua hàu vì chỗ bán hàng người ta cũng hơi tế nhị một chút các bạn. Ở đây thì mình vừa mua được 3 con hàu, khá là tươi ngon. Trước khi soi cái phần hàu ở bên trong thì mình sẽ soi cái vỏ ngoài của nó trước để xem là cái môi trường sống ở bên ngoài của nó có những loại vi khuẩn gì nhé. Bởi vì nguyên nhân chính gây bệnh cho hàu là do môi trường sống của chúng không được đảm bảo. Và có một câu chuyện đặc biệt ở đây là mình nghe nói có rất nhiều người dùng nước muối diệt được vi khuẩn ở nước ngọt nên cứ nghĩ là nước biển sẽ không có vi khuẩn. Nhưng thực tế là không. Nước biển thậm chí còn chứa rất nhiều các vi khuẩn độc hại như là vi khuẩn ăn thịt người, mình sẽ nói trong video này. Như mọi người thấy trên màn hình là vẫn thấy có những cái loài giun sán giống với hình thù của loài sống ở nước ngọt. Thậm chí có rất nhiều cá thể trong một giọt nước. Hàu có thể ví như là một tấm màng lọc nước bẩn, bởi vì hàu sử dụng thức ăn như là rong, tảo và mùn bã ở trong nước làm sạch môi trường. Chúng phát triển rất là nhanh, cho nên chẳng khác gì chúng ta đang ăn vi khuẩn. Có thể các bạn vừa thấy hai chấm xanh trên màn hình, nếu các bạn nào chưa nhìn rõ có thể tua lại. Đó là một loài tảo có độc, sẽ gây ngộ độc cho con người nếu chúng ta ăn phải. Nhưng loài hàu vẫn có thể ăn được chúng. Cho nên trong một thời gian của quá trình nuôi hàu, người chăn nuôi sẽ tránh cái thời gian tảo này phát triển mạnh để thu hoạch hàu. Nhưng đây chỉ là cái phần nước ở ngoài, nếu chúng ta vệ sinh sạch thì có thể loại bỏ được. Còn đây là con thứ ba, bây giờ mình sẽ mở nó ra để soi xem bên trong có những loại gì. Mọi người có thể thấy vỏ hàu có rất nhiều các loài ký sinh, cũng như là rong rêu các thứ rất là bẩn. Có một điều đặc biệt rất là quan trọng, đó chính là các bạn nên dùng dao cùn để tách vỏ hàu ra. Nếu trong quá trình mà các bạn cậy vỏ mà bị thương thì sẽ cũng có cái tỷ lệ bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người và vết thương đó. Mọi người có thể thấy cái phần lưỡi của chúng này, cái phần đen mà bao bọc cái phần vỏ của chúng rất là đen, chứng tỏ là cái nguồn nuôi hàu này rất là bẩn. Và một điều đặc biệt là mình chưa lý giải được là trong cái vỏ hàu này có cái phần gì đó giống như là cái phần thải của con hàu ấy. Và mình sẽ cạy thử nó ra, xem bên trong chúng nó có cái gì nhá. Mọi người để ý trên màn hình này. Con dao mình vừa cạy mít ấy, nên là hơi nhựa tí, mọi người đừng để ý nhá. Mọi người để ý trên màn hình này. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Một con giun sán rất là to. Bây giờ mình sẽ soi thử cái phần nước màu vàng giống như cái nước ấy của chúng ta ấy. Bây giờ soi thử nó xem là có gì bên trong nhá. Mình cũng không hiểu vì sao mà bên trong của chúng lại có đất. Và cũng có rất nhiều vi khuẩn này mọi người. Nó được bao bọc bởi một thứ rất là trong suốt và bên trong có nước màu vàng. Mà mình phải dùng dao đập thì nó mới ra. Như mọi người thấy là ở bên trong này có nhiều các loài vi khuẩn nhảy rất là hay này. Thôi, còn bây giờ mình sẽ đến với phần quan trọng nhất là soi ở trong cái bụng con hàu mà chúng ta sẽ phải ăn chúng. Nếu mà chúng ta ăn món gỏi thì chắc chắn sẽ phải ăn toàn bộ cái phần bụng. Thì xem ở bên trong chúng có những loài vi khuẩn gì. Đấy, đây là mình sẽ dùng nguyên cái vòi để chọc thẳng vào trong bụng nó, nên là sẽ không bị nhiễm cái loài vi khuẩn nào ở bên ngoài cả. Mọi người có thể thấy này, đến cái phần đoạn này là mình hoa hết mắt. Có thể cái khối lượng vi khuẩn nó còn nhiều hơn cả cái phần video mình làm soi tinh trùng dưới kính hiển vi ấy. Còn đây là cái phần giữa lam kính và cái phần mẫu nước này. Mọi người có thể thấy so sánh này. Các bạn nhìn nhiều có thể thấy rất là hoa mắt đúng không? Ba con hàu này là mình hỏi với ý định là mua để ăn gỏi đấy. Cô bán hàng đã đưa cho mình ba con này đấy. Và mọi người thấy đều đặc biệt ở trên màn hình chưa? Đây là một loài thân có hình dáng của giun sán. Tại vì ở mức phóng đại, dân nhỏ nên là vẫn chưa thấy rõ các chuyển động của nó. Và ở đây này, đây cũng là một điều đặc biệt nữa này. Loài này có thể ký sinh trên ruột của chúng ta rất là nguy hiểm. Và ở đây chúng ta phát hiện thêm hai loài cá thể nữa. Khác biệt so với cái loài vi khuẩn nhiều kia. Và ở đây cũng có thêm một điều đặc biệt nữa. Là không hiểu sao có cái chấm đen này mà ở bên xung quanh có rất nhiều vi khuẩn động đậy. Đây là hình ảnh thứ hai mình phát hiện được này. Chứ không phải là một điều gì đó trùng hợp cả. Rất là kỳ lạ. Còn đây là cái phần lam kính nhé mọi người. Phần lam kính của mình nhìn ở ngoài thì nó không bị mẻ đâu,
nhưng mà soi dưới kính hiển vi là nó bị mẻ từng lum này. Có lẽ đây là hình ảnh hiếm hoi nhất mà mình có thể quay được. Đoạn này thì mình không muốn nói sâu vì có thể gây hoang mang, nhưng mà mọi người có thể thấy con này rất giống với hình ảnh mà VTV đã đưa tin về vi khuẩn ăn thịt người. Khi soi được vi khuẩn hay là giun sán ở trong hầu thì cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng khi soi được con này thì quả là một điều rất may mắn. Ở đây chúng ta lại phát hiện thêm một hiện tượng lạ nữa. Mình đã nhìn rất lâu nhưng cũng không thể lý giải được. Mặc dù bề ngoài mọi người có thể thấy nó trông như một con côn trùng gì đó, nhưng thực tế là không, tại vì con côn trùng hay là cái loài gì đó nó không thể sống nhỏ như thế được. Nhưng mà xung quanh của nó có các chuyển động như kiểu là một cái loại lực hấp dẫn gì đó. Đây là mình đã chuyển sang chế độ soi sâu hơn, nhưng mà vẫn không thấy một gọi là cái chi tiết cơ thể gì của một loài sống sót cả. Chỉ có các con vi khuẩn nó di chuyển thôi, xung quanh những cái hình thù này thôi. Nếu ai biết cái hiện tượng kỳ lạ này thì hãy comment cho mọi người và mình cùng biết nhé. Và nhân tiện đây thì mình sẽ làm thêm một thí nghiệm, đó chính là nhỏ chanh vào cái vi khuẩn này xem nào nó có tác dụng gì hay không. Tại vì mọi người cũng hay thấy là khi ăn gỏi người ta sẽ thường nhúng với chanh hoặc là nhỏ chanh vào để cho nó tái đi. Bây giờ mình sẽ làm thử nghiệm dưới kính hiển vi và nhỏ chanh vào xem là vi khuẩn này nó có chết hay không. Mọi người cùng quan sát trên màn hình nhé. Mọi người hãy nhìn này. Nhìn cái nước chanh di chuyển đến đâu là vi khuẩn im re tới đó này. Đây là cái phần đã trải qua tiếp xúc với nước chanh nhé mọi người. Mọi người còn có thấy hoa mắt nữa không? Đây là cái phần gì à? Nên là cũng không thấy có nữa. Còn bên trên là cái phần nước chanh vẫn chưa tiếp xúc được, nên là vẫn thấy các vi khuẩn nó chuyển động. Các bạn nên nhớ rằng đây chỉ là chanh tiếp xúc trực tiếp mới tiêu diệt được thôi. Còn khi chúng ta vắt chanh hay là nhúng cái con hầu ấy, thì chúng ta chỉ loại bỏ được cái bề ngoài thôi. Còn như các bạn thấy vừa rồi là mình đã soi ở trong bụng nó đấy, mà cũng có xuất hiện rất nhiều các hình ảnh giun sán cũng như là vi khuẩn. Thôi, video của mình đến đây cũng là khá dài rồi. Mình xin chúc các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe và tỉnh táo khi lựa chọn những món ăn. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.